Dạ con thưa ông Chính, thì hôm nay con đến đây nhờ ông chia sẻ cho một cái clip là thì gần đây thì cũng có nhiều người làm từ thiện đó ông Chính, từ thiện giúp cho xã hội này, giúp cho những người nghèo khó để có được quà ăn Tết rồi đó. Nhưng như vậy những người mà làm được nhiều cái từ thiện như vậy rồi người ta sau này người ta được hưởng cái gì đó ông Chính, nghĩa là được phước gì đó. Nam mô A Di Đà Phật. Có thì có một câu hỏi thì cũng một Phật tử từ phương xa đến đây và cũng hỏi ông Chính lên để cho biết cái việc nằm bên khuôn khổ của đạo đức mà có thể nói là bé Tường Lam hiện nay đó thì cũng đã trỗi dậy, là coi như là lên không biết bao nhiêu về việc của bé Tường Lam. Và đồng thời hôm nay một Phật tử đã hỏi là về việc bé Tường Lam và cũng chỉ cho người ta để làm phước, để giúp gạo cho tất cả những người khổ, nghèo khổ và đói, như vậy nó có ích lợi gì hay không? Cũng nhờ ông Chính để mà giải cho ra coi như thế nào, cái lợi ích ra sao và hay không có lợi ích. Xin đưa với quý vị. Như vậy cái câu hỏi này thì nó cũng là rất hay. Tại vì sao mà hay? Là tại vì cái câu hỏi này đó nó nằm trong khuôn khổ của giáo lý của nhà Phật đã nói lên, cho nên từ cái chỗ này đó nó có ảnh hưởng đến cái chỗ mà là đối với Đức Phật kêu gào là con người cũng nên tạo cái phước đức để mà sau này hưởng những cái tốt lành. Cho nên vì vậy mà bé Tường Lam đã xuất hiện và đã kêu gọi những cái người mà hảo tâm để mà bố thí, gọi là phát gạo giúp gạo cho người ta, cũng gọi đó là gọi là bố thí. Thì hôm nay chính thức xin trả lời cho tất cả cộng đồng mạng được biết. Thì thật sự mà nói đó, chính thức đã biết trước và đã có làm trước bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải tới bé Tường Lam mới là nghe được rồi mới làm. Nhưng đối với một người ở ngoài đời thì người ta chưa biết rành rẽ và người ta chưa hiểu được ở trong nhà Phật cái giáo lý đó Phật nói như thế nào và chỉ như thế nào. Và đối với một cái con người hiện nay muốn hưởng được phước, xin đưa với quý vị. Vì lẽ đó cho nên á, bé Tường Lam 4 tuổi hoặc 5 tuổi thôi mà hiện nay đó xuất hiện lên cộng đồng mạng và có thể nói bốn phương đông tây nam bắc tất cả quý vị đều có coi qua và đã nghe qua, thấy rất rõ ràng bé Tường Lam chỉ 4 tuổi và nó lần lượt cho đến 5 tuổi nhỏ mà biết ăn chay, nhỏ mà biết đọc kinh điển, lại quá nhỏ mà lại thuộc những bài cúng của bên Phật giáo Hòa Hảo và để cúng lại một cách đột ngột, tức là cha mẹ của bé Tường Lam là thấy nó quá là lạ kỳ mà chưa biết được một đứa con của mình
là như thế nào. À, xuất hiện cúng lại tự nhiên, không ai chỉ mà biết. Và đọc kinh điển này cũng nhớ và biết đọc lại. Đây là một cái việc đối với đúng y như kinh điển của Phật đã cho biết là tạo cái gì. Đức Phật cho biết là trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Bé Thường Lam này đó thì kiếp trước có tu, cho nên khi sau khi chưa tròn đầy đức hạnh để đi về cực lạc Tây Phương, cho nên bé này không có tội. Vì vậy cho nên trở lại Ta Bà thời buổi này mạt pháp, và để tạo thêm cái công đức cho nhiều, để nó đủ chuẩn đi về cực lạc Tây Phương. Xin thưa với quý vị, và bé Tường Lam này nhỏ mà nói lên một cái việc làm là của đức từ bi, là có chỉ dạy. Vì thế cho nên hôm nay những người nào mà giàu có, và tại sao có những người nghèo khổ, và sao có những người tàn tật đuôi côi đủ thứ mọi mặt trên thế gian này. Đây không phải là do là Thượng Đế tạo cho họ, không phải, mà cũng không phải tại Phật tiên tạo cho người dày người khác. Tại sao người lành lẽ người lại đuôi côi đói khát? Là do nơi chúng sanh tạo mà có. Về lẽ đó cho nên Đức Phật có nói những người giàu có đó là do nơi bố thí. Đây quý vị hãy nghe kinh của Phật nói: kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi. Quý vị nghe qua kinh Phật nói ghê không quý vị? Cho nên bây giờ quý vị thấy rằng do này chúng ta tạo, tại vì chúng ta làm ác thì phải hưởng quả ác, còn chúng ta tạo việc lành thì chúng ta sẽ hưởng lành. Trong kinh có nói, tức là trồng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Cho nên hôm nay bé Tường Lam thực hiện, nhiều người tin vì đứa bé nhỏ tuổi mà có tu. Bây giờ ta thấy rằng Phật pháp mầu nhiệm, bé nhỏ tuổi mà lại nói kinh điển dạng trai quá quý. Còn hơn, đúng hơn là người ta tin hơn này, những người mà tu hành trước đây đó, giàu cao tuổi hay nhiều năm mà nói ra biểu người ta bố thí, nhiều khi ta không tin. Có lắm khi người ta thấy bố thí vậy không biết có hưởng gì không, mà tại sao kêu cũng nên đồng hước đi bố thí rồi này kia nọ, mà mình chưa có thấy được cái gì. Ngày hôm nay thấy rõ ràng là bé Tường Lam xuất hiện nhỏ mà kêu mình bố thí, vậy là đúng rồi, vậy là bố thí này là có hưởng được phước rồi. Vì thế cho nên mọi người bây giờ tin tưởng bé Tường Lam nhiều và có thể thực hiện, là coi như là ta dùng tiền bạc, nghĩa là có của nhiều, những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì,
Để cho nên từ cái chỗ nó kinh giảng cũng nói. Và đồng thời tôi vừa đọc qua cho quý vị được biết là những người Đức Quỳnh Giáo Chủ đã cho biết những người hữu phước, giàu sang, mau mau làm phước, làm gian cho rồi, làm gian đó, dương đó cho rồi, để sau có đứng không ngồi, thương nhà tiếc của, biết hồi nào ngồi để sau này đó em. Nghĩa là có tiền có của mà không bố thí đó, để hưởng phước báo đó, thì sau này gặp cái cụ thiết tha tha thiết rồi, tới chừng đó mới thương nhà tiếc của. Nhưng mà đã hội rồi. Nghĩa là cho nên vì vậy ngày hôm nay thì bé Tường Lam làm một việc tốt và kêu gọi một việc tốt. Thế cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng hơn là những người tu lâu mà làm phước bố thí, chứ người ta cũng chưa biết rằng làm bố thí như mua gạo để giúp như vậy mà có được hưởng gì không. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời và có nói lên trong sám giảng. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết: khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, tránh loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Như vậy thì Đức Quỳnh Giáo Chủ đã nói ra đời xưng hiệu khùng riêng, cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ xưng khùng mật. Cho nên vì vậy mà nó khùng cả tiếng kêu dân, tức là kêu khắp nơi, tất cả mọi người ở trên cái quả địa cầu này nói chung, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Như vậy thì kêu chúng ta, đối với những người nhân loại chúng sanh có tiền dư, hãy mau giúp cho người ta đi, hãy giúp cho kẻ đói đi. Bây giờ cái kẻ đói nó đang khổ, không làm ăn được hiện nay, không biết bao nhiêu người thí nghiệm ở Bình Dương nghỉ làm rất nhiều, cho nên cho trở về quê không biết bao nhiêu muốn kiếm trở làm mà không có ai kêu. Vì lẽ đó cho nên người ta nhiều, mà hôm nay chúng ta có tiền có của mà để dư mà không biết giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Bởi vậy cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ kêu gọi hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, là chúng ta khi ai mà giúp gạo giúp ích cho, nghĩa là đối với những người khổ đói đó, sau khi đến loạn ly và đến khổ dữ dằn đó khỏi cái lâm vô, tức là chúng ta cái phước đó chúng ta không có dướng một cái gì hết, đau khổ hết cho bản thân hết. Đức Quỳnh Giáo Chủ nói rõ ràng, đến loạn ly khổ hạnh, tức là khổ đó khỏi lâm, không có lâm vào chỗ đó, có nghĩa là vượt qua hết và tốt hết, để cho cái phước nó che chở cho tất cả. Con người cũng có phước mới giàu, không có phước thì nghèo. Nè, như Phật nói kiếp trước mở hồ bao bố thí đó, và giàu tháng. Còn kiếp này đó mình bỏng thẻn tham gia có của mình không cho ai, tức là mình bỏng thẻn. Rồi có cái lòng tham của mình cứ kéo vô không mà không chớp ra. Rồi kiếp sau nghe, Đức Phật nói kiếp sau đói, khó, nghèo, nghèo nàn, rồi tả tơi hết trơn. Xin thưa với quý vị, như vậy thì ngày hôm nay sau khi bé Tường Lam tức là 4 năm tuổi mà dùng lời kêu gọi như vậy là quá cao quý, cho nên nhiều người hưởng ứng lắm. Nhiều người hưởng ứng hiện nay mua gạo tấn 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 gì à, bởi vì nhiều người bây giờ tiền của dữ lắm, nhiều lắm, dư dữ lắm, cho nên vì vậy mà mua tấn tấn. Cho nên
một tấn gạo thì quý vị giúp cho được biết bao nhiêu người làm hộ, cái phước nó lớn biết bao nhiêu. Bởi vì Đức Phật cho biết nè, nếu ai giúp ích cho đời gọi là làm phước để xả thân, thì Đức Phật cho 10 lần, cho 10 lần. Có nghĩa là quý vị bố thí một tấn gạo thì Đức Phật cho 10 lần cái phước, có nghĩa là một tấn gạo nó được nghĩa là bằng cái nhà, một tấn gạo cái phước bằng cái nhà, thì Đức Phật cho 10 cái nhà tức là 10 lần. Còn nếu ai bố thí 100 kg gạo thì bằng cái thúng giả, 100 kg à, cái phước bằng cái thúng giả không có nhiều, bị ít quá, Đức Phật cũng cho 10 lần 10 cái thúng giả. Thì quý vị lấy đó lấy đó mà quý vị tin thì quý vị làm giúp ích cho đời thì quý vị được hưởng nhiều. Nha, tấn gạo bao nhiêu biết bao nhiêu không, rồi cho 2 tấn gạo biết bao nhiêu, là 3 tấn gạo. Cho nên Đức Phật giáo chủ nó khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doanh cho rồi. Cho nên là cái chỗ này Đức Phật giáo chủ cũng kêu gọi người ta, những người mà hữu phước tức là giàu tiền bạc dư muôn thì nên làm phước đi để giúp ích cho đời để hưởng phước. Như vậy thì cái phước này đó có hưởng được bây giờ không? Ở chỗ này phải biết chỗ này mới được. Cái phước này cho ra bây giờ mà có hưởng được liền không? Hay là cái phước này cho ra rồi, rồi tới kiếp sau, tới sau nữa mới được hưởng, hay là qua kiếp sau nữa mới hưởng? Thầy xin thưa với quý vị, trên phương nói theo kinh nghe, chứ không bao giờ mà nói cái sự vu vơ mù mờ, không đinh, không kinh điển. Trên phương không nói, Đức Phật nói nếu ai làm phước bây giờ sẽ hưởng liền ngay trong thời buổi mạt pháp này, trong hiện tại còn đang hít thở trên cõi đời bây giờ, làm phước hưởng liền, làm phước hưởng liền. Còn gieo quả ác sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Vì Đức Phật có nói hãy sớm gây chiều hưởng, còn hôm nay sớm làm phước chiều tư hưởng. Bởi vậy cho nên từ cái chỗ đó hưởng liền. Như vậy hưởng hiện nay đó, chính phước thấy rất rõ ràng. Những người có tiền của mà ta nằm trong khuôn khổ đạo đức đó nghe, bị mấy người này ta coi kinh coi giảng, ta nghe kinh ta biết, ta làm nhà hảo tâm đó, ta giúp dữ lắm quý vị. Có thể nó ta có tiền nhiều, ta giúp 10 triệu à, ta đưa vô đó à, mua gạo đi giúp cho dân ta, dành cho người ta. Làm chỗ kia 10 triệu mua gạo giúp cho người ta, mà từ nhà hảo tâm này cho đến nhà hảo tâm khác, chính phước thấy rõ ràng. Quý vị ơi, cái lòng hảo tâm đó là gọi là lòng Phật, mà lòng Phật ta hưởng phước bây giờ nghe, tiền tỷ không, nó vô á, ta đưa ra có 10 triệu à, để ta đưa lần nữa 10 triệu, ta đưa lần nữa 10 triệu à, nó cũng không bao nhiêu mà vô tỷ tỷ, bị hưởng liền, hưởng liền. Cho nên từ chỗ này làm một mà hưởng tới 10. Bây giờ tôi xin nói cái mẫu chuyện cho quý vị nghe, rồi quý vị tin hay không tin, tôi có một Phật tử, tôi làm bác bảo trợ từ thiện nhân đạo. Một Phật tử đó sửa xe, mà cái người này đó thì đóng từ thiện cho tôi tháng 300, mỗi tháng đóng từ thiện cho tôi 300 đặng mà tôi mới đem nạp cho ban bảo trợ từ thiện nhân đạo cho những bệnh nhân. Người nào nghĩa là đau thật sự, đúng sự thật, có đơn xin và có giấy bác sĩ chứng minh đàng hoàng và trả chứng nhận đàng hoàng, đi tới chỗ đúng sự thật cho 2 triệu
Nhưng mà tôi thì tôi biết rồi, tôi biết là mình giúp ích cho đời thì đương nhiên phải hưởng phước rồi. Nhưng mà đối với người đó nói thiệt với tôi chứ, tôi mới biết thêm. Nói ông Chính ơi, à rồi thiệt là mầu nhiệm ông Chính. Nói sao mầu nhiệm? Ông Chính ơi, cái ngày mà ông lại góp tiền đến em Chính, tôi sửa không đa. Mấy cái ngày kia tôi nói thiệt với ông, tao nghĩ sửa gì mà tao nói ít tiền lắm ông Chính ơi, ít lắm. Mà cái ngày mà tôi đưa cho ông lại góp tiền này đó ha, cái ngày đó tôi vô cả triệu bạc đó ông Chính, nó ngủ dữ đó không? Quý vị thấy rõ ràng không? Cái này là người ta nói với tôi rõ ràng không? Cho nên từ chỗ đó tham lắm quý vị, tham làm từ thiện. Vậy là ngày hôm nay bé Tường Lam, và đồng thời tôi cũng kêu gọi tất cả những người, tôi kêu gọi tất cả mọi người nên làm phước bố thí hưởng được không? Chắc ăn mà giàu càng ngày càng giàu hơn lên, giàu mạnh liền bây giờ. Rồi xin thưa ông Chính ơi, ông nói làm phước mà hưởng liền bây giờ, giàu bây giờ, thì nói gì ông nằm, ông nói con tin, nhưng mà làm giàu bây giờ nữa sau này mình chết mình có đem theo không ông Chính? Ông câu hỏi đó đi, tôi đặt câu hỏi đó đi. Thì bây giờ xin thưa, chúng ta được giàu hiện tại hiện nay, hưởng liền, giàu liền bây giờ, và đồng thời sau khi chúng ta qua đời nhắm mắt, cái phước này nó lớn đó, đem đi, cái phước này đem đi luôn, đem theo. Cho nên từ cái chỗ này đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ nói á, Đức Huỳnh Giáo Chủ nói địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì ngày hôm nay cái người giúp gạo này đó là tâm gì? Tâm từ bi, tâm Phật. Tâm Phật là thương xót tất cả nhân loại chúng sanh. Thấy một chúng sanh nào đau khổ chịu không nổi, thì ngày hôm nay đối với một cái con người ở thế gian này có tiền có của mà thấy người ta đói quá chịu không nổi, giờ tôi ra tôi mua gạo tôi giúp cho người ta. Như vậy thì sau khi qua đời nhắm mắt, cái phước này nó to lớn và được đem đi về một cái thế giới linh hồn và thể xác, được đi về một cái cõi đời tăng thế giới, tức là đời thượng nguồn thánh đức, sau khi Đức Phật lập ra đời thượng nguồn để thay đổi buổi hạ nguyên mạt pháp này, thay đổi. Cho nên tại chỗ này Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm năm, đời cùng là quý vị. Có chỗ Đức Huỳnh Giáo Chủ để trong thám giảng quyển nhất mới vô đầu thôi, Đức Huỳnh Giáo Chủ nó hạ nguyên nay đã hết đời. Như vậy cái buổi hạ nguyên này sắp hết đời rồi quý vị, để chuyển sang một cái nguồn thánh đức. Sau khi ba tiếng sấm thì đương nhiên sẽ qua cái nguồn thánh đức, và Đức Phật sẽ lập quả địa cầu mới và đặt một cái tên là đời tân thế giới. Những người nào làm phước hiện nay giúp ích cho đời, vừa giàu ở thế gian mà lại là được cái phước lớn, đi về, được đi về trừ tất cả các tội lỗi, không còn tội nữa. Vì Đức Phật cho biết rằng tội chỉ có phước mà đền. Cái người nghèo khổ, cái người tàn tật do nên mình tạo tội mà có. Cho nên từ chỗ nó trồng từ bỉ khối trái, từ bi mà gieo bạo ác thì lên cây bạo ác, vậy trồng cái ác không thì nó lên ác không. Cho nên mình phải chịu nghèo, phải chịu đói, phải chịu khổ, phải chịu tàn tật, phải chịu dốt nát, phải chịu đuôi cùi là do nơi mình tạo, cho Phật tiên không cho. Không có cho người nào, Phật tiên rất công bằng, làm cái gì thì hưởng cái nấy à. Cho nên từ chỗ này đó, bởi vậy cho nên trong kinh nói trồng cây đắng thì không thể ăn trái ngọt được,
Hả? Cái đắng thì ăn trái đắng, mà trồng cái ngọt thì ăn trái ngọt, nó vậy thôi. Cho nên từ cái chỗ đó xin đưa cho quý vị. Như vậy thì ngày hôm nay đối với một cái người hiện nay đó, mà từ trước tới giờ, giờ có tiền có của muốn cho mà không biết có phước không, mà hôm nay đó thì cũng thấy người ta làm vậy mà mình cũng chưa tin, không biết có được hưởng phước không. Còn ngày hôm nay bé Tường Lam xuất hiện thì nhỏ mà nói lên cái chỗ này tin thiệt à, thiệt. Vậy là đó là cái này giúp ích cho đời là tốt. Với hơn nữa thấy mấy ông đạo, mấy người ta bên nhà đó là người tu hành đó, người ta mua gạo rồi ta cho nhiều lắm mà mình không biết. Hôm nay đó thì biết được rồi, nhà bé Tường Lam lên nói mà mọi người hưởng ứng làm rầm 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 như vậy có lý. Vậy là tôi tung tiền ra được rồi, tôi làm hước anh hưởng. Mà nay nghe em chính lên nói hước lớn nữa, giàu có thế gian nữa, vô tiền liền nữa, rồi sau khi chết được đi về thế giới mới cái hước này nó trừ tội hết trơn, rồi nó còn tội nữa ở thế gian gì nữa đâu, đâu có xuống địa ngục nữa đâu. À, cái người giáo chủ nói rồi, địa ngục cũng tại tâm làm quấy mà về thiên đàng thì tâm này nè tạo nè, giờ làm phước cố thí giúp ích cho đời nè, tâm này tạo nè, về thiên đàng nè, đúng không? Không có trật quý vị à, không có trật đâu. Thì thôi tôi cũng khuyên tất cả mọi người nghĩa là nên tiếp tục thực hiện bố thí đi, thì để sau này sẽ hưởng. Còn để sau đến việc rồi đó ha, tới chừng đó tiền của nó thiệt chứ quý vị. Bây giờ chính hước thật sự mà nói không có thu nhập gì tiền trên, con cho không mà ăn còn dư tiền cái ít triệu vậy, cái bắt đầu chính hước cũng mua 200-300 kg gạo thì nó có nhiều, mua nhiều quý vị, làm cũng gần năm rồi à, tháng nào cũng có cho hết trơn đó quý vị nha. Như vậy thì vì lẽ đó cho nên đó hiện nay chính hước già cũng khỏe, cũng khỏe nhờ cái phước đó, nhận phước đó. Cho nên xin thưa quý vị vậy thôi, thì tôi cũng khuyên, tôi cũng khuyên cái thứ nhất là đối với những người mà có những cái lời lẽ cay đắng, hay là có những cái lời lẽ gì đối với gia đình của bé Tường Lam, mình là người đạo phải xét cho kỹ, đừng bả đâu tin mướn nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Và quý vị không phải chuyện chơi à. Cho nên người tu người tu thì ăn nói phải cho đúng, nghe rồi thấy đúng, nói đúng, như vậy mới là đúng đối với người chân tu. Còn ngày hôm nay nếu chúng ta tu hành mà chúng ta có một cái khía cạnh nào đó nói những lời không tốt hoặc cử chỉ không tốt, thì sau cái này sẽ ảnh hưởng lớn cho mình. Thôi tôi cũng khuyên tất cả quý vị nên suy nghĩ, rồi để làm sao này khỏi ân hận đối với một người tu hành. Còn đối với những người hiện nay đó đang làm mạnh về một cái bố thí và dùng tiền của ra mua gạo giúp ích cho đời, tôi khuyên tất cả mọi người nên làm mạnh thêm, làm tiếp tục mạnh thêm đi, mạnh thêm đi. Cho nên đó Đức Phật nói rằng ác nên đừng làm, mà thiện càng ngày càng tăng thêm. Đức Phật kêu vậy đó quý vị, Đức Phật kêu mình ác đừng có làm, làm trả quả chết, mà thiện thì cứ tăng thêm tăng thêm, tăng hưởng cho nhiều, đặng mình có quá dư rồi, dư cứ phước quá rồi làm đi về bên kia, linh hồn xác thân còn được về gặp Phật tiên ở bên thế gian mất. Vậy thì hôm nay đến đây cái chủ đề cũng hỏi qua về cái việc làm thiện và được hưởng phước như thế nào, và đồng thời như vậy
sẽ ra sao trong cái cuộc làm thiện bố thí gạo giúp cho đời, thì chính Phước cũng đã nói lên đúng theo kinh điển của nhà Phật, và cũng có nói lên nhắc lên lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ kêu gọi và nhắn nhủ cho ai sống trên cõi ta bà này hãy chia sớt lẫn nhau. Rồi nhắc lại nè, những người có của tiền dư hãy mau bố thí dành tư làm gì đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ nói rõ ràng. Như vậy thì ai là người có của tiền dư cũng nên bố thí, mình xuất ra cho nó gọi là bố thí, đừng có nên dành tư để sau này cũng bỏ hủy gì. Ba tiếng sấm rồi đó, nói thiệt Phật nói nghe, Phật nói tôi qua kinh rõ ràng đó, đến khi ba tiếng sấm là chót cuối cùng của cuộc đời đó quý vị nha, cái chết nó tới rầm rầm cuối đời rồi mà, tiêu mà, cuối đời mà, qua thượng quan mà, đâu còn cái đời cũ này nữa, phải qua đổi qua cái quả địa cầu mới rồi. Quý vị là vàng, quý vị có cất giữ than không bố thí giúp cho ta nên vàng thấy ra vậy nè, thấy ngoài đường vậy nè, nó chạy nó đá vậy nè, nó đá vậy nè, lo cái chế trước mắt kìa, trước cái chế này trước kìa, trước cái rừng trần chế kìa, còn tiền nữa quý vị thấy chấm dẫn không có hai đứa đồng bạc, không có hai đứa đồng bạc mới thấy ọc ra vậy, không có hai đứa đâu. Cái giết nó trước là đầm kìa, vậy nó chạy mà nó nam mô như là phật nó sẽ chết niệm, nhưng mà niệm không được, cái đó hết niệm rồi thì thôi. Ngày hôm nay tôi cũng kêu gọi những người có của tiền dư cũng nên giúp ích cho đời trong buổi hạn quên, ta đang đói khổ được nhiều cái phước báo và sau khi chết được đem đi. Thì thôi đến đây tôi cũng xin tạm dừng lại và chúc cho tất cả cộng đồng mạng, nếu ai tin tưởng có duyên với Phật, tin tưởng và làm được thì sẽ được hưởng. Vậy xin kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.